Em test văn nghệ cho các bác xem cặp Marang M modem 7 MK3. Test chơi chơi rất là hay nhá. Các bác nghe thì em giới thiệu chi tiết về cặp này cho các bác. Cặp này nó rất là đáng để chơi. Dễ ghép âm ly. Tôi thường đi đó đây, bùn đen in dấu say. Lựa thù nó đôi mắt, chân nghe là từng khu chiến thuật. Áo đường xa không âm gió phương xa, nghìn đêm vắng nhà. Mây mù che núi cao, rừng sương che lối vào. Đồng ruộng mênh mông nước, đêm đêm nằm đường ngăn đường. Áo nhà bình thường linh lệnh thương quê, vì đời mà đi. Có lẽ là về nghe thì em nghĩ là cũng có thể các bác bật ở nhà các bác nghe trên YouTube được. Bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết về cái này. Đấy, đây là cặp Modern 7 nhưng mà nó là dòng MK3 của Marang. Đấy, âm ly Marang thì các bác xem nhiều nhưng mà loa Marang thì nó ít hơn. Cái hãng này nó sản xuất loa ít, chủ yếu là sản xuất âm ly, sau rồi sản xuất CD. Cặp loa này sở hữu bass 30, gân là gân zin cao su rất là mềm, mềm như lụa luôn, rất là thích. Và tiếng bass của cặp này thì nó đánh rất là mềm mại. Đầu tiên em có chia sẻ các bác là, để em bật cái quạt lên nóng á, rồi lấy quay cho gió. Em lúc đầu em chia sẻ các bác là nó dễ ghép âm ly. Thực ra thì các bác mà xem clip làm thế thôi, cặp nào cũng dễ ghép âm ly. Nói thì nghe nó có vẻ phi lý, cặp nào cũng dễ ghép. Nhưng mà không phải kênh em đâu, em nghĩ là nhiều kênh nào cũng vậy thôi. Loa mà khó ghép âm ly thì nói là khó ghép âm ly thì bán cho Tây. Nhưng mà cái đấy nó là thực tế, bởi vì này, cái hàng đây gọi là hàng, đây là những cái cặp loa bãi Nhật bãi. Đấy, trước khi đưa về đến tay của các bác là bọn em đã va rất là nhiều những cái dòng này rồi. Có những cái dòng các bác có thể thấy nó lặp đi lặp lại. Đây ví dụ Sharkwin Vega, các bác thấy gần như là lúc nào cái nền của thằng audio cũng là Sharkwin Vega. Bởi vì đây là cái dòng em thích. Đơn giản thôi. Là nó gì? Tiếng hay, giá hợp lý. Và quan trọng nhất là cái dễ ghép âm ly. Nhiều các bác, nhiều nhà bây giờ có rất là nhiều âm ly, thậm chí không nhiều thì cũng có 1-2 cái âm ly rồi. Nhiều khi muốn thay loa nhưng mà không muốn đổi âm ly, thì những cái cặp này nó tận dụng rất là tốt những âm ly đang chơi. Đấy, quay trở lại cặp này thì nó cũng như bao cặp trước thôi. Những cái cặp kiểu dạng như Diatone này, thì những cái cặp mà bọn em đã va, bọn em đã thẩm âm rất là nhiều rồi. Có những cái cặp mà nó kén âm ly, em nói các bác là nhiều khi á, ôm có những cái cặp mà các bác cứ hình dung đây là cái đồ bãi mà, cho nên là nó nhiều yếu tố lắm. Có những cặp mà trước đây, có những cặp mà hồi mà cách đây khoảng hơn chục năm ấy, mà chưa có kinh nghiệm, em nhé, bản thân em ấy, khoảng độ 17-18 năm trước, mà khi mà cái kinh nghiệm âm thanh nó chưa nhiều, khi mà mới gọi là nhập hàng, có những cái cặp nhiều khi chỉ cần mình nhìn hình thức mình thấy ưng thì ok, nhìn đẹp mà bắt mắt là cứ nhập thôi. Nhập về đến lúc mà ui dồi ôi, nó không có gọi là cái đồ nó đánh, cực kỳ mệt mỏi luôn. Mà những cái cặp đấy phải nói là mừng sinh nhật đến 2-3 lần xong rồi cuối cùng bán mà bán lỗ chổng ngó đấy. Các bác đừng nghĩ là lúc làm lãi nhé, cũng có lỗ, nhưng nhìn chung là lãi nhiều hơn thì mới phát triển được. Còn mà cứ lỗ suốt ngày, lỗ cắm đầu thì chắc là các bác bỏ hết, và thằng Odo cũng sẽ bỏ chứ cũng không làm. Đấy, và sau khi va nhiều rồi, mất học phí nhiều rồi, thì bây giờ các bác để ý là những cái dòng hàng em lọc toàn là những cái cặp nó phải nói là dễ ghét. Chứ đừng nói mà cặp loa nhiều khi cứ bảo bây giờ nghe xong rồi bảo là nó có những cặp, thì có những cái cặp nó cực kỳ gọi là kém, mà thậm chí có những cặp nó không hay luôn. Không phải sản phẩm nào nó cũng hay đâu, có những sản phẩm nó không hay, tiếng nó chỉ đến thế thôi. Nhiều khi anh em lại bảo là chống chế, bảo là chưa tìm được âm ly hợp. Thực ra làm gì có âm ly là hợp, tiếng nó đến thế đấy. Bây giờ bắt nó kêu hay hơn nữa, không thể kêu hay hơn được. Đấy là cái thực tế. Đấy. Còn con Marang
Model 7 là em chia sẻ các bác là nó dễ, thì em dễ là phải gì, phải thể hiện luôn là ghép âm ly gì. Đấy, em ghép một con GBC cỏ cỏ đó, con 61 đây là, mà cũng chả có màu mè gì. Equalizer em một mớ đây, đấu luôn trực tiếp direct luôn này, quay cho các bác xem tiếng nó vẫn rất là hay à. Đấy, chơi luôn direct không phải màu mè gì hết. Cặp này thì nó cái chất chất bass của con này ấy, thì em nghe rất là nhiều các dòng, đặc biệt là dòng Pioneer là anh em về Việt Nam nhất chuộng nhất, nhưng mà Pioneer những cái dòng bass 30 em chưa thấy cặp nào tiếng bass nó mềm mại nó chắc như cái cặp này các bác nhá. Đấy, một bass 30, một trung, một tép, hai tinh chỉnh. Đấy, anh em nào mà kiểu lăn tăn có thể ghép luôn một bộ như em ghép cũng được. Ngoài ra thì nó dễ mà, cho nên là những cái dòng âm ly thì nhiều dòng lắm. Các bác có thể thích hình thức của những cái cặp khác, của những cái âm ly khác cũng có thể phối vào được. Đấy. Cặp MK3 này giá rẻ lắm, dưới 10 triệu thôi. Anh em nào cũng có thể chơi được nhá. Và âm ly thì các bác kể cả chơi những con âm ly 2-3 triệu cứ nhật xịn là được. Kể cả những cái con Pioneer i5 đấy, hơn 2 triệu các bác chơi con này hay luôn. i5 bây giờ thì em hết rồi, nhưng anh em nào đang có con còi còi đấy, mỏng dính thế này, chơi cũng được. Hoặc Pioneer 7.9, 2030, 2050 đấy, hoặc i7, i9 thì càng khủng, chơi được hết. Ok, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.